Xin chào mọi người, hiện tại đơn vị chúng em đang có mặt ở tại chỗ này Gia Lộc Hải Dương đúng không nhỉ? Vâng. Gia Lộc Hải Dương. Lắp cho anh trai một đôi loa bãi, loa ôm. Nhiệt tình không? Chạy 80 cây sang lắp loa ôm. Đây là cái giải pháp hữu hiệu nhất cho anh em ở nhà tránh dịch Covid trong cái tầm bây giờ. Hàng đẹp. Này để chốc đẩy gì anh? Chốc đẩy. Hơi bé tí. Không sao. Đôi này hiện tại em còn hình như là 2 hay 3 đôi nữa nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ qua cho em. Ok, bây giờ em sẽ lắp thử vào và test lên cho tất cả các anh em cùng nghe thử nhá. Cấu hình của anh có sẵn này, một tăng X5, một nâng tiếng TD và một bộ mic không dây của hãng gì đấy thì em không biết, nhưng mà mỗi cái là khi hoạt động hơi xôn một chút xíu, không sao. Em vừa hỗ trợ cài đặt lại cho anh em. Anh em nào mua hàng bên em thì nếu mà setup được tận nơi thì mua hàng mà em giao tận nơi thì em sẽ setup nhé. Tiếng thử cho anh em nghe thử cái tiếng mà sau khi vừa set lại nhé. Đấy, set bằng tay quá. Này. 1 2 6 1 2 6 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4. Hơi sôi tí. Nó bộ mic thì mỗi lần nó chạy này nó hơi sôi này. Nó rơi nhiều quá. Vâng. Em vừa mới thi công xong nhé, lắp ráp xong và xét qua rồi. Đấy, anh em có thể nghe và cảm nhận nhé. Hỗ trợ cho tất cả anh em. Anh thấy thế nào? Hay thôi ạ. Cảm giác hơn trước nhiều không? Rồi ok, anh em có nhu cầu sử dụng những cái đôi loa như thế này và muốn xét tận nhà thì hãy liên hệ qua cho em nhé. Bên em sẽ hỗ trợ tất cả các anh em trong cái lúc dịch giã như thế này thì ở nhà hát karaoke là uy tín nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.